Chào quý vị và các bạn. Một buổi sáng nhiều năng lượng, niềm vui và hãy cùng chúng tôi cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực trong bản tin chuyển động ngày mới hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên một số báo phản ánh tại Cà Mau có bến vật liệu xây dựng chui hoạt động lộ thiên, chính quyền địa phương bó tay. Phóng viên CTV đã có những tìm hiểu bước đầu về thông tin trên. Nội dung sẽ được đề cập trong phần sau của bản tin. Trước tiên, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin sản xuất nông nghiệp. Dự án thâm canh cải tạo vườn chuối và tận dụng phụ phẩm cây chuối chế biến phân hữu cơ gắn với liên kết theo chuỗi giá trị sẽ được triển khai thực hiện tại ấp 16, xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Quy mô thực hiện dự án 10 hectare. Hôm qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau đã triển khai kế hoạch thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 có 20 hộ tham gia. Đối tượng tham gia dự án bao gồm hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân đang trồng chuối. Dự án thực hiện có sự liên kết giữa nông dân trong vùng tổ chức sản xuất chuối theo quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, ứng dụng biện pháp thâm canh cải tạo vườn chuối để tăng năng suất chất lượng 10% so với sản xuất bình thường. Tận dụng phụ phẩm cây chuối chế biến phân hữu cơ bón lại cho cây chuối và cây trồng khác, phối hợp các doanh nghiệp làm đầu mối bao tiêu thu mua sản phẩm chuối cho nông dân. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án gần 146 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Liên kết trong sản xuất là yêu cầu tất yếu để khắc phục tình trạng manh mún nhỏ lẻ, tự phát, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện 140 hộ dân tại nhiều địa bàn trong tỉnh Cà Mau đang liên kết với công ty cổ phần Lan Vi Food chuyên sản xuất các sản phẩm từ nông sản địa phương trồng ớt, chỉ thiên, giống chánh phong. Hiện ớt đang cho thu hoạch, được công ty bao tiêu thu mua, tạo thêm nguồn thu nhập cho nhiều nông hộ. Chương trình liên kết được công ty Lan Vi Food ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình phối hợp với các địa phương triển khai nhân rộng ở 140 hộ tại 6 xã gồm xã Tân Lộc, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Nhân Thời, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, xã An Xuyên và Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Với tổng diện tích 20 hectare, công ty cấp ớt chỉ thiên giống chánh phong để tạo nguồn nguyên liệu đảm bảo độ cay, mùi, vị khi làm tương ớt. Đầu tiên, công ty hỗ trợ 40% chi phí tiền giống, hướng dẫn quy trình. Đến nay đã thu mua được hơn 3 tấn ớt của bà con tham gia liên kết. Ớt chủ yếu được bà con trồng ở những diện tích trước đây bỏ trống, từ đó tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ngoài ớt, dự kiến sắp tới, công ty cổ phần Lan Vi Food sẽ tiếp tục mở rộng vườn trồng với cây cà chua để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, mở rộng cơ sở. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bão Sao La, mưa dầm nặng hạt kèm theo dông lốc trong những ngày qua đã gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Tại huyện Trần Văn Thời, nhiều diện tích lúa hè thu đang bước vào vụ thu hoạch bị đổ ngã, ngập trong nước, bà con nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần Văn Thời, tính đến ngày 7 tháng 9, trên địa bàn có khoảng 536 hectare lúa vụ hè thu bị thiệt hại. Địa phương đã vận hành tất cả các trạm bơm để khắc phục và tránh thiệt hại cho khoảng 13.000 hectare lúa chuẩn bị vào vụ thu hoạch, đồng thời tìm kiếm thương lái để giải quyết vấn đề đầu ra cho bà con nông dân. Theo quy luật tiêu thụ phân bón nhiều năm lại đây, nhu cầu phân bón ure sẽ tăng mạnh hơn trong quý tư, thời điểm vụ đông xuân, nên giá phân ure sẽ có thể điều chỉnh tăng. Giá phân ure hiện dao động với biên độ hẹp, sức mua trên thị trường yếu, nên các nhà phân phối và đại lý chào giá sang tay ure Hà Bắc ở mức từ 9.500 đến 9.900 đồng một ký, giảm 75 đồng một ký so với 2 tuần trước đây. Ngoài ra, giá phân ure thế giới được định giá theo biến động của giá dầu khí, vì vậy giá ure trong nước đang được nhiều doanh nghiệp dự báo sẽ tăng trong quý tư tới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên một số báo phản ánh tại Cà Mau có bến vật liệu xây dựng chui hoạt động lộ thiên, chính quyền địa phương bó tay. Chiều ngày 7 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước đã chủ trì phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tỉnh và Ủy ban Nhân dân xã Lương Thế Trân trực tiếp đến làm việc với đại diện bến vật liệu xây dựng Thế Duy ở ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước để kiểm tra xác minh làm rõ thông tin theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bến vật liệu xây dựng Thế Duy nằm cặp kênh sáng Lương Thế Trân gần chân cầu Lương Thế Trân. Theo trình bày của đại diện bến vật liệu xây dựng Thế Duy, thì bến hoạt động từ năm 2002. Năm 2006, khi cầu chưa nâng cấp mở rộng và con kênh chưa nạo vét,
bến vật liệu Thế Duy và một số bến vật liệu cát đá lân cận được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau cấp phép hoạt động. Sau năm 2006, nhà nước quy hoạch lại mở rộng kênh sáng Lương Thế Trân và cầu Lương Thế Trân. Từ đây, kênh sáng và cầu Lương Thế Trân thuộc quyền quản lý của các cơ quan trung ương. Hành lang bảo vệ luồng và cầu vì vậy thay đổi. Nhưng khi phân cấp quản lý và quy hoạch, cơ quan chức năng bỏ quên sự hiện diện của các bến vật liệu đã hiện hữu bấy lâu. Thế nên không có phương án giải tỏa, di dời và bố trí nơi phù hợp. Từ chỗ nằm ngoài phạm vi an toàn cầu, giờ bến vật liệu xây dựng Thế Duy và một bến vật liệu lân cận nằm trong hành lang bảo vệ an toàn cầu. Cơ quan chức năng không cấp phép hoạt động. Thì sau này các cơ quan chính quyền địa phương, các ngành có đi kiểm tra thì tôi cũng có trình bày là tôi vô đây là tôi có giấy phép đường thủy, có giấy phép của sở hoạch đầu kế hoạch đầu tư cấp đàng hoàng. Tôi vô trước khi cái cầu Lương Thế Trân ngành nâng cấp lên, mà sau này do cái khoảng cách là cái cầu nó dài ra thì nó này không nằm trong cái hành lang bảo vệ cầu hả? Thì các cơ quan tôi có trình bày với ủy ban nhân dân nước, sở thông tải và có gửi tờ trình là trường hợp tôi khó khăn như vậy đó. Vậy nhưng mà các cơ quan sở là không có trả lời thích đáng và cũng không thu xếp cho tôi được cái chỗ nào, quy hoạch cái chỗ nào để cho tôi di dời đi cho nó hợp lệ, mà phạt chúng tôi, trong khi là chúng tôi phải bảo đảm cái đời sống của công nhân doanh nghiệp, phải đóng thuế thu nhập, rồi phải đóng bảo hiểm xã hội y tế đó, rồi bảo đảm công ăn việc làm này kia đó, rất là khó khăn. Chủ bến vật liệu xây dựng Thế Duy cũng cho biết đã từng làm thủ tục xin phép và nhiều lần yêu cầu cơ quan chức năng bố trí vị trí di dời phù hợp quy hoạch để hoạt động hợp pháp nhưng chưa được đáp ứng. Trước thông tin của một số báo về bến vật liệu xây dựng chui hoạt động lộ thiên, chính quyền địa phương bó tay, theo chủ bến là không khách quan. Ngày 12 tháng 10 năm 2003 tôi có làm tờ trình tôi gửi đến Sở Giao thông Vận tải Cà Mau, Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước, phòng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau, nhưng mà không có công nhân trả lời đó cho tới nay. Nhưng mà chỉ có vô kiểm tra thì lập biên bản xử lý, tôi cũng có đóng phạt, mà tôi trình bày giờ khó khăn như vậy đó thì bây giờ phải sắp xếp là như thế nào đó chứ. Bây giờ kêu chúng tôi đi kiếm, tôi dân thường tôi đâu có biết chỗ nào là hợp lệ, chỗ nào không lệ. Như tôi mua đất chỗ đó rồi mai mốt mà nó không được nữa rồi lại phải di dời nữa, làm sao, rất là khó khăn. Qua trình bày và những giấy tờ chủ bến vật liệu xây dựng Thế Duy cung cấp, đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định. Qua sự vụ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết, vừa đảm bảo hành lang an toàn cho cầu Lương Thế Trân, vừa làm rõ thông tin những vướng mắc của bến vật liệu xây dựng Thế Duy và các bến lân cận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện U Minh vừa ban hành quyết định công bố dịch bệnh dại trên chó thuộc địa bàn thị trấn U Minh. Trước đó, ngày 28 tháng 8, trên địa bàn khóm 2 thị trấn U Minh đã xảy ra một ổ dịch bệnh dại trên chó. Các ngành chuyên môn của huyện U Minh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn U Minh tiến hành bao vây, khống chế, tiêm vaccine phòng bệnh dại cho 100% đàn chó với bán kính 10 km. Theo khuyến cáo, người dân cần quản lý chó nuôi, thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh dại chó nuôi, không thả rong chó nuôi. Hiện nay, nhu cầu sử dụng mã QR đang tăng lên nhanh chóng. Theo vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước, mã QR có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng và giá trị. Do sự tiện lợi của hình thức thanh toán này, tình trạng lừa đảo bằng mã QR được ghi nhận tăng mạnh trên thế giới và tại Việt Nam. So với đường link độc hại truyền thống thì mã QR có lợi thế là có thể chèn trực tiếp vào email, tin nhắn mà không bị các bộ lọc chặn lại, từ đó dễ dàng tiếp cận người dùng. Do đó, người dân cần thận trọng khi quét mã QR, đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội email. Chiều hôm qua, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cà Mau tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá S7 Cúp Cà Mau mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Giải do Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành, thành viên Câu lạc bộ Doanh nghiệp Cà Mau đăng cai. Giải có sự tham gia của 12 đội bóng. Các đội được chia làm 4 bảng đá xoay vòng, chọn 2 đội nhất và nhì mỗi bảng vào các vòng tứ kết, bán kết, chung kết của giải. Bên cạnh các trận cầu sôi nổi, giải đấu đã trích từ kinh phí tổ chức để cùng chung tay thực hiện chương trình vì mục tiêu cộng đồng với tổng giá trị trên 40 triệu đồng. Theo đó, ban tổ chức đã trao nguồn kinh phí 20 triệu đồng cho báo Cà Mau và 10 triệu đồng cho chi đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau để kết nối trao tặng cho đối tượng khó khăn trong tỉnh. Riêng tại lễ khai mạc đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cà Mau.
Giải sẽ bế mạc trong hôm nay. Qua giải đấu, ban tổ chức lựa chọn các đội bóng xuất sắc để tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc. Lần đầu tiên, một bản đồ ẩm thực trực tuyến có tên gọi là biến tấu dạng nguyên liệu nấu triệu món Việt đã chính thức được phát hành vào ngày 8 tháng 9. Đặc biệt, người dân có thể tự đóng góp công thức cho bản đồ trực tuyến để giúp bản đồ này trở thành bản đồ ẩm thực trực tuyến lớn nhất Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bản đồ này là nơi để mọi người tham gia giao lưu, chia sẻ, học hỏi công thức nấu ăn, cùng những câu chuyện văn hóa ẩm thực vùng miền và nguyên liệu địa phương. Từ đó chung tay làm giàu kho tàng công thức món ngon và lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam cho bạn bè trong nước lẫn quốc tế. Từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 tới, người dùng có thể tham gia đóng góp và trải nghiệm bản đồ ẩm thực, biến tấu dạng nguyên liệu, nấu triệu món Việt trên website chính thức của chương trình tại địa chỉ https://biến-tấu-dạng-nguyên-liệu.gia-đình-net-hồ.com.vn. Hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết của bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền Cà Mau. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.